Để mày bỏ hiểm này đi, mày lùng lầy chứ. Mấy đứa tránh ra xem nào. Này, kiếm cho anh bộ khác đi. Chứ bộ này ních mãi mà không vừa đâu. Khó thở chết đi được. Này 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 anh ơi, tư chưa đến ngay nữa là anh phải giảm cân đi. Béo lắm đấy đó. Giảm làm sao được, còn mỗi mấy ngày nữa thôi. Ăn luôn đúng không anh? Hả? Chụp cho bọn em một kiểu ảnh thật đẹp đó, để em đăng lên Facebook. Để ngày đi 5-6 Facebook con nhắc lại chứ. Mấy chị em đứng vào đi. Đây đây đây, đợi em tí. Nhanh lên, chị. Đây. À, mày sang bên kia đi, chị hợp mặt bên này hơn. Ý, mặt em nó phải chết 45 độ nghiêng với góc bên trái mới đẹp. Úi giời ơi, tớ là con Mai, đi ra cho chị vào trong này đi. Em béo lắm. Thôi, nhanh lên. Ừ, để mặt này này. Anh ơi, anh ơi. Nào. Đây. Nào. 2, 3 nè, kiểu nữa nè. 2, 3. Rồi. Ai, anh ơi, anh ơi. Nữa nha. 2, 3 nè. Anh ơi, anh ơi. À, anh có thể ngồi xuống để cho chân bọn em dài ra được không anh? Không được đâu. Quần anh chật lắm. Sợ tọa. Đi. Anh được hoạt bói. Nắn đi. Đi anh. Thôi được rồi. Anh cố vậy. Nà nà nà, chuẩn bị tao giảng lại nhá. Cố lên anh ơi. Nào. 2. 2. 3 nè. Chú ạ, trả lại chú. Anh ạ. Anh. Sao gọi mà không nghe? Điện thoại em để trong túi, nên không để ý. À, bọn em vừa đi thử vài cửa cho chị Cúc đó. Đẹp lắm, để em cho anh xem ý. Đây này. Lan! 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 Lan!